Mới đây, trong lúc đang đi diễn, MC Đại Nghĩa hốt hoảng khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin mình vừa qua đời. Nam nghệ sĩ thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân, đồng thời kêu gọi mọi người hãy cẩn thận với những kênh xàm xí, những trang giả mạo, phải phân biệt cái nào là thật là giả. Trước đó, một kênh YouTube cũng từng chia sẻ anh qua đời đột ngột. Chỉ sau 2 ngày, clip này đã thu hút hơn 30.000 lượt xem, không chỉ lan truyền tin rằng nghệ sĩ qua đời. Những trang mạng kiểu này còn lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để đồn đại các tin thất thiệt. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là người bị đồn nhiều nhất. Cứ 5-3 ngày anh lại đọc tin mình qua đời, có cả hình ghép chân dung anh treo trước quan tài. Tương tự, ca sĩ Quang Linh từng giờ khóc, giờ cười khi đọc tin mình qua đời ở tuổi 51. Khi ấy, có những ngày anh nhận tới hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, người thân, fan hâm mộ hỏi thăm sức khỏe, còn nghệ sĩ Hải Thúy Nga từng bị khán giả nhắn tin hỏi đã chết chưa. Nguyên nhân là do chị bị một số YouTuber cắt hình, ghép vào video khung cảnh các đám tang rồi giật tít Thúy Nga đã qua đời đột ngột ở tuổi 44 tại Mỹ. Trước vấn nạn sao bị báo tử, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, chủ tịch hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng. Do vậy, tin tức xoay quanh đời tư của họ luôn thu hút, hiếu kỳ. Ông kiến nghị, năm 2023, Sở Thông tin Truyền thông thành phố cần có chế tài nghiêm khắc để xử phạt những kênh tung tin giả ác ý như thế này.